Thấy nữ robot xinh như người thật, dân tình sờ vào kiểm chứng mới biết ăn phải cú lừa. Ảo thật đấy. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip hút về hàng triệu lượt xem bởi sự ảo ma Lazada khi một con robot lại có ngoại hình y hệt như người thật. Điều đáng nói là mọi cử chỉ, nháy mắt, thần thái khuôn mặt đúng kiểu không khác một chút nào so với người bằng da bằng thịt. Được biết, nữ robot trên xuất hiện tại Hội nghị Robot Thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham gia của 27 robot hình người. Tuy nhiên, trong số đó, khách tham quan đặc biệt chú ý tới hai nữ robot với những nét không khác gì con người, với da thịt, tóc tai, ánh mắt, thần thái, tất tần tật đều quá chân thực. Sự xuất hiện của hai nữ robot trên khiến ai cũng mắt tròn mắt dẹt, choáng váng thực sự khi không ngờ công nghệ hiện tại có thể làm ra những con robot giống người thật đến cả 100%. Những cảnh quay cận cảnh cho thấy con robot này dường như có bờ môi đỏ, làn da trắng như được trải qua một quá trình make up. Trước sự ảo ma đến từ nữ robot y hệt người thật, hàng chục người chứng kiến đã phải đến gần, dùng tay chạm trực tiếp lên mặt mũi, da thịt hay thậm chí là sờ nắng nhiều chỗ để xác thực xem đây có phải là robot hay không. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao về việc xuất hiện nữ robot giống người thật đến 100%, thì một cảnh tượng để lộ ra đã khiến tất cả phải vỡ òa khi họ nhìn thấy nữ robot lúc nãy đang ngồi ăn bánh mì trong giờ nghỉ trưa. Đến đây, một người còn cho rằng đó là robot đang sạc điện. Tuy nhiên, thay vì dùng pin thì robot này lại ăn bánh mì. Ngay lập tức, sự thật về nữ robot khiến người chứng kiến bán tín bán nghi. Và cuối cùng, công ty S-Robot, một công ty Trung Quốc chuyên về robot hình người sinh học, đã phải thừa nhận rằng họ đã cải trang người thật để giả làm robot bằng cách dùng nhiều lớp trang điểm, kính áp tròng, tóc giả và trang phục cầu kỳ. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.